Hiện Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Bất ngờ là bây giờ đang có khán giả về viếng mộ của chú Vũ Linh này, cô chú anh chị. Đó. Có cô với chị về viếng mộ. Mấy chục năm rồi. Thôi ổng hát cái tuồng mà cái gì mà tuồng gì quên rồi ta. Thích nhất là ổng hát cái tuồng luôn sân vé chứ con đài con đó. Dạ, con chào cô, chào chị. Hồi nãy giờ là không bắt hấp hương nên không có dám chào. Mình ở đâu hả cô? Hả? Mình ở đâu? Ở Khánh Hòa, Nha Trang. Khánh Hòa. Dạ. Quê chồng ở Quảng Nam. Quảng Nam. Dạ. Còn bữa nay mình đi buôn đây hay là mình làm ở trong này? Chị từ 8 tuổi về nè. Dạ. 8 tuổi rồi. Củ Chi rồi, chị đi ở Củ Chi. Dạ. Trời ơi, hâm mộ Vũ Linh biết nè. Không có dịp đó qua giờ Tết. Về Tết ăn miếng hương. Dạ. Anh ăn bông dù cho chị đó nha. Cho đưa cho chị coi nha, coi nha. Biết ai đi không Ken? Hoa đó gần tháng đó chị. Cái này lâu đó. Dạ, hoa đó trổ lâu lắm. Cái này mai đẹp hơn mai. Dạ. À, mai hôm mùng 1 là đẹp nhất luôn á cô. Mùng 1 nó trổ vàng cây hết luôn. Cao cao lên cô, nó bị dướng. Thôi đừng có lấy tụi mày của mộ. Vậy là từ ngoài Nha Trang vào đây hay sao ha? Nha Trang ở Sài Gòn. À, nhà Sài Gòn. Dạ. Nha Trang, Trang nhà bạn nhớ biển Nha Trang. Ủa lần đầu là nhà mình đến đây luôn á hả chị? Không, chị cũng thường đến đây nhưng mà hồi năm này cũng đến đây hết đây sẵn dịp về thăm Vũ Linh luôn. Dạ. Cháu của chị nằm trong đây nè. À, có mọi người thân trong đây. Dạ. Dạ. Cháu ruột ổng á. Cháu ruột. Dạ. Bên dãy bên kia. Dạ. Nên năm nào cũng phải thăm, nên cũng phải ghé lại đây. Dạ. Lên đây là đầu tiên, cái Tết này đầu tiên của ổng mà. Dạ đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi chị. Còn người thân mình chắc là cũng lâu rồi hả chị? Người thân năm ngoái. À năm ngoái, vậy là năm nay được 2 năm rồi. Năm ngoái. Người thân chết hồi lúc 22 chứ. Nay là được 22. Vừa chết năm dịch hả? 22, nay 24. 24. 2 năm. Mẹ tỷ lên. Không mấy tuổi này. Rồi. Tết này 66. 66, Tết này 67. Trước khi đi xong mời coi nó có lương rồi mới đi. Ồ. một người nó hâm mộ nên lắm rồi sáng mình tìm về. Dạ. Tìm về trở về đi mày phải. Nó đi rồi, nó đi đâu rồi. Chụp hình nó có chụp hình đấy. Gia đình mình chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi, anh Ngọc anh sẽ chụp giúp cho cô. Chụp hình làm kỷ niệm đi cô. Hình 7 đó. Anh biết iPhone mấy luôn hả? iPhone chụp chị Phượng 8 đi. Cho nãy em cho anh uống thuốc đỡ chưa anh Ngọc? Khỏe à phải không? Chưa cởi áo gió được hả? Còn hơi lạnh. Cái này
Tôi đứng về sau tí xíu là có cái dù cái mát luôn mấy con. Đó đúng rồi. Đứng gì đâu bình thường mà. Lấy hết không? Lấy hết thành đông không mày? Gia đình chụp hình kỷ niệm cô chú anh chị ơi. Qua đây nè, anh qua đây chụp hình tấm hình nữa nè. Qua đây nè, đúng rồi. Qua vô cái clip đi cho chuyển về cho mẹ. Đứng đứng ở đây cho anh chụp qua tấm hình đẹp lắm. Anh đứng ở đây đúng rồi đó. Đúng rồi, đây thôi đây nữa. Nghệ sĩ đẹp rồi muộn đẹp ha. Cô năm nay chắc cũng 60 hả cô? 50 hả? Đó, 50 thôi. À 50. Bây giờ không chị đã biết cậu rồi. Dạ. Rồi không hát cái tù hồng không thu quá, cậu khóc không luôn. Dạ. Dạ. Thích rồi hát cái lương. Mấy anh làm sao? Mấy anh làm gì? Mười Vũ Linh. Mấy em ở đây... Thích cũng hát. Rồi trên mạng thấy bữa nào cũng... Ông Tân Đòn, ông Lê Võ không mua. Đúng rồi. Dạ. Sinh năm 8 nè, ông sinh trẻ nè, nhỏ tuổi hợi. 67 á. 67 chị. Ông tuổi hợi. À, tuổi tức chị. Tuổi tức. Tuổi tức. Năm 7 thân dậu. Tức à. Chú tuổi tức. Năm 9 là tuổi hợi, năm 8 là tuổi tức. Tuổi dậu là 57. Tuổi xỉu là nghiệp thân dậu, thân dậu tức hợi. Ờ, ông tuổi chó. Tuổi chó. Cô có nghe chú hát ở ngoài chưa cô? Chưa coi trên băng đĩa với truyền hình không à. Chưa dạ. Bao giờ ở Củ Chi ở sông mà đâu có ở gần. Chưa. Dạ. Là con ở Củ Chi hả cô? À, dạ. Chị nhóm 12 con giáp con nghe quá ha. Tí xỉu dòng miệng xinh tị ngồi mùi thân dậu tất hợi dễ nè nhớ. Người là nên dậu là tụi con gà tất là tụi chó. Dạ. Ông là tụi con chó. Dạ. Năm 9 là tụi con gì không? Sao con vịt cũng đẹp á mà không có trong 12 con giáp á. Bữa mùng 1 tới giờ chắc khách cũng đông lắm nè. Dạ, bữa mùng 1 đông. Nhất là lúc ông mới mất. Ken ơi, đừng có thuế mộ của cậu Ken. Ken ơi. Cậu năm của cậu Phượng đó. Ken là tên một loại bia nha. Uống Ken biết là đặt Ken luôn. Uống Ken biết là đặt Ken luôn nè. Vậy là ba. Cái này cũng Ken luôn hả? Đúng không Ken? Do Phượng, cô Phượng có dịp anh năm này cũng năm cảm, năm chị năm Vũ Linh rồi đó. Em chào hai chị. Chào chị và cô. Mình để lên trên cái đĩa này luôn đi chị. Mình để chung cái đĩa cam này đi chị. Được. Đó mình cho cam qua một bên đi. Để mình để chung lên trên luôn. Chào chú, chào anh ha. Dạ. Lá cam mình để ở giữa trên cũng được cô. Đó, mấy cái trái xoài mình để dưới. Tôi chỉ mua xoài to. Xoài to quá ha. Xoài, đậu cái quả lộc là mắc lắm á, nhưng mà nó ăn nó ngon. Mình ở Đồng Nai hay sao cô? Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ cô tưởng mình ở Đồng Nai luôn chứ. Trời ơi, nói đi lên thăm chú hoài, đông quá. Dạ. Dạ. Cùng nghe tên Dương Lộc á, ông Năm cùng nghe tên. Ồ, bây giờ khán giả đông. Cô ở Sài Gòn là quận mấy cô? À, quận 6. Dạ, quận 6. Wow, hoa ly đẹp quá. Mua hoa ly với lại xoài. Bung bung đó anh Ngọc để lên. Anh đó phương chứ hay là em đó phương đó? Đấy. Đây cho cô gửi đi đó phương. Đẹp quá. Mấy cháu ở đây hả? Coi cái này giúp cậu vậy hả? Nữa được phúc lắm. Dạ. Chạy kia mất lắm kìa. Hôm qua bà chạy đi mua cơm mà cơm thấy chèo lo là bà chạy vô làm đón một buổi chiều. Chạy vô nó anh gặp anh gia đình bây giờ là hấp hương của chú Vũ Linh. Rồi.
đốt cây hương để cầu cho anh về với mọi người, về làm con dân đất Phật. Cái chị xúc động khi mà đốt nhang cho chú, chắc chị thần tượng chú lắm ha. Là sơ đại của đậu cũng như cao. Dạ. Vậy là chị hay theo dõi chú rồi coi live show của chú rất là nhiều ha. Hay coi lắm. Dạ. Đi luôn rồi, đi mấy ngày không về nhà luôn á. Cảm ơn. Đi quan lòng không hả? Chị xúc động của chú anh chị ơi. Và tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một buổi trưa tốt lành nha.